Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series chỗ bài tập của sinh viên đại học EDX. Và mình là Nhung, sinh viên khóa 2 của đại học EDX. Mã số sinh viên của mình là CUV020HB25. Và quay trở lại với ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với bộ môn nguyên lý kế toán của thầy Hoàng Xuân Vương. Và bài tập của chúng ta hôm nay là bài buổi thứ 9. Thì ở buổi thứ 9 này chúng ta sẽ có 3 bài tập. Đây. Đây là bài tập 2 này. Bài tập 3. Và mình sẽ đi qua một chút về cái đề bài. Đầu tiên này, đề bài đầu tiên thì sẽ là tình hình tài sản của doanh nghiệp B này. Sẽ có tiền mặt phải trả người bán, người thu phải mua nguyên vật liệu, hoa màu tài sản, hàng mua đi đường. Và trong tháng có những cái nghiệp vụ phát sinh. Ở đây có 5 nghiệp vụ. Và yêu cầu của bài 1 đó chính là lập bảng cân đối kế toán tại ngày 1 tháng 4 và định khoản hoạch toán có giao dịch phát sinh, lập bảng cân đối phát sinh có tài khoản tại ngày 30 tháng 4. Yêu cầu thứ hai là lập bảng cân đối kế toán tại ngày 30 tháng 4 của doanh nghiệp A, của doanh nghiệp B chứ. Đó. Và bài tập thứ hai sẽ là phần A sẽ là số dư đầu kỳ của các tài khoản tại ngày này, như trên thôi. Phần B là các nghiệp vụ phát sinh này. Đó. Và yêu cầu của bài tập này đó chính là lập bảng cân đối kế toán ngày 1 tháng 1 này, định khoản hạch toán các giao dịch này, lập bảng cân đối phát sinh tài khoản này. Yêu cầu 2 là lập bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 1 này. Đó. Hầu như nó cũng chỉ như những cái bài trên thôi. Và chúng ta sẽ đi vào làm bài tập. Đây. Bài tập 3. Bài 3 là yêu cầu lập bảng cân đối kế toán. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi vào làm bài tập. Đầu tiên là bài tập thứ nhất. Đi lên đề bài. Ở bài tập thứ nhất thì chúng ta có yêu cầu là lập bảng cân đối kế toán tại ngày 1 tháng 4 và định khoản hạch toán các giao dịch phát sinh, lập bảng cân đối kế toán phát sinh của các tài khoản. Thì ở đây là các tài khoản này. Ở đây mình sẽ lược lại. Ở đây có tiền mặt này, người trả bán này, người thu, người mua này, nguyên vật liệu này, hao mòn tài sản cố định, người mua đi đường. Chúng ta sẽ hạch toán cái phần đầu trước thì tên sẽ có những các tài khoản là tiền mặt này, tiền gửi ngân hàng này, người thu, người phải thu, người mua này, nguyên vật liệu, hàng mua đi đường là ở cái phần yêu cầu 1 này. Dụng cụ, công cụ dụng cụ, thành phẩm, tài sản cố định hữu hình, hàng hóa, chi phí phải trả, hao mòn tài sản cố định, phải trả người bán, nguồn vốn kinh doanh vay ngắn hạn và lợi nhuận chưa phân phối, phải trả người lao động. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đến cái phần định khoản hạch toán các giao dịch phát sinh và lập bảng cân đối phát sinh. Thì tiền mặt ở đây là, đợi mình sẽ copy cái phần. Thì ở đây tiền mặt có 100 này. Đó, ở phần tài sản, đây sẽ là phần tài sản này. Và phần này sẽ là phần nguồn vốn này. Thì phần tiền mặt có 100, đây, phần này sẽ chỉ nêu ra định khoản của các giao dịch ở đâu là nợ, bên nào là bên nợ, bên nào là bên có, bên nào tăng, bên nào giảm. Đó. Ở đây mình nêu rồi. Và tổng của nợ và có là bằng nhau. Đó, hai cái bằng nhau. Tiếp theo là yêu cầu 2 đó chính là lập bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 4 của doanh nghiệp. Ngày 30 tháng 4 là cuối tháng á. Tổng hợp lại cuối tháng thì ở đây trong tháng là công ty đó đã làm một số cái phát sinh giao dịch. Ở đây
Phần 1 là mua công cụ, dụng cụ là 45.000, đã thanh toán bằng tiền mặt. Mua mua công cụ, dụng cụ bằng tiền mặt hết 45.000. Đây, phần công cụ, dụng cụ hết 45.000. Tiếp theo là mua vật liệu của công ty, tổng giá thanh toán là 71.000, đã thanh toán bằng 1 phần 2 tiền hàng bằng chuyển khoản. Mua vật liệu công ty này, tổng giá thanh toán là 71.000 và đã thanh toán một nửa. Đâu nhỉ? Quên. Mua vật liệu công ty. Mua vật liệu. Đây cũng là công cụ, dụng cụ, nguồn vật liệu của công ty đã trả 71.000 nhưng mà mới chỉ trả một nửa thôi thì nó sẽ rơi vào 30 36 359 gì đó. Tiếp theo là phần còn lại sẽ trả hết vào tháng sau, vật liệu đã kiểm nhận và nhập kho đủ. Ba là vật liệu đi đường tháng trước về nhập kho, chi phí vận chuyển bốc rỡ là 2.500 tính vào giá trị hàng hóa, đã thanh toán bằng tiền mặt. Chi phí hàng hóa đây là 2.500 đã tính vào phần tiền mặt. Tiếp theo là tính lương cho nhân viên tháng 4, tổng giá trị là 100.000 và chưa thanh toán thì nó sẽ là phần nợ, chi phí chưa thanh toán, nợ nợ công nhân viên phải trả người lao động. Đây 100.000, đây là phần nợ chưa thanh toán. Tiếp theo là dùng tài sản ngân hàng trả bớt nợ cho người bán 52.000. Dùng tài sản ngân hàng, đây phải trả người bán 52.000. Đây là nợ ngân hàng. Tiếp theo là ở bài số 2, cũng như bài trước vẫn phải lập bảng cân đối kế toán, định khoản hạch toán và giao dịch phát sinh, lập bảng cân đối, lập bảng cân đối ngày 31 tháng 1. Ở đây chúng ta sẽ sang bài 2. Thì ở bài tập số 2 có như trên này, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng phải thu của khách này, nguyên vật liệu, tài sản cố định hữu hình, vay ngắn hạn phải trả người bán, vay dài hạn một người nhân viên phải trả công nhân viên đó. Ở đây rồi nha. Và số tiền ở bên này, ở đây rồi, và hai bên phần nợ và có là bằng nhau. Tiếp theo là phát sinh trong kỳ, thì phát sinh trong kỳ ở đây khách hàng trả tiền mua hàng chịu từ kỳ trước bằng tiền mặt, nó sẽ là khách hàng trả tiền mua hàng chịu từ kỳ trước bằng tiền mặt 10.000, phải thu khách hàng 10.000, có là tăng lên, còn nợ là giảm 10.000. Tiếp theo là dùng tiền gửi ngân hàng để mua tài sản cố định hữu hình 40.000. Phần tiền gửi ngân hàng, tiền gửi ngân hàng 40.000 để mua tài sản cố định hữu hình 40.000. Tiếp theo là dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ người bán và rút về quỹ tiền mặt 20.000, trả nợ người bán 30.000 và rút về 20.000. Đây tiền mặt
Trả 20.000 đâu nhỉ, trả 30.000 và rút 20.000, trả nợ, trả cho người ta là ở bên nợ 30.000 và rút về ngân hàng là ở bên có 20.000. 4 là dùng tiền mặt trả lương cho công nhân viên 20.000, trả lương cho công nhân viên là chúng ta là nợ người ta thì ở bên nợ trả 20.000 cho người ta. Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ người bán. Vay ngân hàng. Vay ngắn hạn ngân hàng là ở bên nợ 20.000 này, trả người bán 20.000. Tiếp theo là dùng tiền gửi ngân hàng trả vay ngắn hạn 50.000. Dùng tiền gửi ngân hàng trả vay ngắn hạn 50.000. Thì dùng tiền gửi ngân hàng này thêm 50.000 trả vay ngắn hạn 50.000, mua nguyên vật liệu nhập kho giá mua là 20.000 và chưa trả người bán là ở bên đâu? Mua nguyên vật liệu nhập kho, nguyên vật liệu 20.000 ở bên nợ. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến phần lập bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 1. Đây, là phát sinh cuối kỳ. 31 tháng 1 là cuối kỳ của tháng 1. Và tổng của nó, tất cả đều bên nợ bên có đều sẽ bằng nhau. Thì kết quả nó mới đúng. Tiếp theo là ở bài tập số 3. Bài tập số 3 sẽ có tiền mặt này, tiền gửi ngân hàng, phải thu khách hàng, thành phẩm, người gửi bán, nguyên vật liệu, phải trả người bán, tài sản cố định hữu hình, hao mòn tài sản, phải trả cho người bán, vay ngắn hạn, lợi nhuận chưa phân phối, nguồn vốn kinh doanh. Thì sẽ làm tương tự như các bài trước là lập bảng cân đối kế toán của ngày 1 tháng 1 và định khoản bảng cân đối phát sinh tại ngày 31 tháng 1 của cuối kỳ. Đó, ở đây là yêu cầu là quay video phân tích. Phần này ở phần này là cái này ở bài tập số yêu cầu 2 là bảng cân đối. Vẫn như cái yêu cầu trên thì ở đây mình sẽ cắt tên tài khoản ghi ra này, và ở bên nào là bên nào nợ, bên nào có mình cũng lọc ra này. Những cái phát sinh trong kỳ này, bên nào nợ, bên nào có cũng ghi ra này. Và số phát sinh cuối kỳ. Đó, và bài tập của mình đến đây là hết. Mọi đóng góp ý kiến của các bạn mình sẽ xin nhận ở phần comment, hoặc phần mình sẽ xin nhận thêm ở phần Zalo, Facebook hoặc các ở trên Internet mạng xã hội. Và bài tập của mình đến đây là kết thúc, và cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến cuối video. Bye bye.